Ai đó cố tình vu oan giá họa cho bạn. Bạn ứng biến rất tài tình, khiến người đó tâm phục khẩu phục. Bạn không thanh minh, bởi vì bạn hiểu rõ ràng, bạn càng thanh minh là bạn đang mắc bẫy vào vòng xoáy năng lượng tiêu cực. Bạn hiểu rất rõ ràng, chỉ cần bạn nhìn thấy được sự thật bên trong bạn, sự thật bên ngoài bản thân bạn, bạn có thể xoay chuyển tình thế, ứng biến rất ngoạn mục. Bạn biết rất rõ ràng, nói thật, làm thật, đó chính là sức mạnh. Cho nên bạn tinh tấn làm điều này. Tinh tấn gieo vào trong trái tim những người xung quanh bạn, bằng nguồn tình yêu dồi dào của bạn. Thông qua những việc vô cùng xác thực, bạn hỗ trợ tích cực, nâng đỡ cho tất cả những người xung quanh. Bạn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong trái tim những người xung quanh bằng tình yêu chân thật của bạn. Cho nên, dù ai nói gì làm gì, thời gian sẽ trả lời và những người xung quanh bạn sẽ tự nhận thức rõ ràng điều của người đó đang nói có đúng sự thật hay không. Việc của bạn là toàn tâm toàn ý tập trung vào phát triển năng lượng tình yêu bên trong mình, trong việc giúp đỡ nâng đỡ những người xung quanh bạn.